Tiếp theo là chúng ta xem cái câu số 9 trong cái bài tập chương 2. Một túi chứa 4 quả cầu trắng và 3 quả cầu đen. Có hai người chơi A và B lần lượt rút một quả cầu trong túi, rút xong không trả lại vào túi. Trò chơi kết thúc khi có người rút được quả cầu đen. Người đó xem như thua cuộc và phải trả cho người kia số tiền là số quả cầu rút ra nhân với 5 UD. Giả sử người A là người rút trước và X là số tiền A có được. Lập bảng phân phối xác suất của X, tính kỳ vọng của X, tức là EX. Nếu chơi 150 ván thì trung bình người chơi A được bao nhiêu UD. Thì cái chỗ này đó, đầu tiên đó là chúng ta đặt cái hai biến cố T và D. T là rút được quả cầu trắng và D là rút được quả cầu đen. Thì chúng ta có những cái kết quả như sau. Kết quả thứ nhất là chúng ta đặt là omega 1 là D, có nghĩa là cái quả cầu rút ra đầu tiên là màu đen luôn và cuộc chơi kết thúc. À, còn cái omega 2 đó, omega 2 là TD. TD có nghĩa là quả cầu rút ra lần thứ nhất màu trắng, còn quả cầu rút ra lần thứ hai màu đen. TD. Còn omega 3 là gì? Hai quả cầu rút ra lần đầu màu trắng, quả cầu rút ra lần thứ ba màu đen. Và omega 4 là ba quả cầu rút ra lần đầu màu trắng và quả cầu rút ra lần thứ tư là màu đen. Tương tự như vậy thì ta có omega 5 là bốn quả cầu rút ra lần đầu màu trắng và quả cầu rút ra lần thứ năm là màu đen. Thì đến đây là hết rồi, tại vì ở đây nó có bốn quả cầu trắng thôi, không? Đấy. Vậy thì chúng ta có nè, xác suất của biến cố omega 1, tức là rút ra được quả cầu màu đen lần đầu đó, là 3/7. Và omega 2 là 2/7. Tại sao 2/7? Thì cái quả cầu rút ra lần đầu là màu trắng nè, là 4/7 nè. Rồi lần thứ 2 là quả cầu đen là 3/6. Thì tôi nhân lại với nhau thì nó là được 2/7. Còn cái omega 3 là hai quả cầu rút ra lần đầu màu trắng, đúng không? Đấy, lần đầu màu trắng là 4/7, lần hai màu trắng là 3/6 và lần thứ ba màu đen là 3/5. Thì tôi nhân lại thì cái xác suất này nó chính là 6/35. Và tương tự như vậy thì chúng ta tính omega 4. Thì lần đầu là được 4/7 nè, lần sau là quả cầu trắng là 3/6, lần sau quả cầu trắng nữa là 2/5. Thì thầy nói lại là biến cố omega 4, tức là 3 lần đầu là quả cầu trắng, đúng không? Lần thứ nhất quả cầu trắng là xác suất là 4/7 nè. Rồi tiếp theo lần thứ hai là quả cầu trắng là 3/6. Rồi tiếp theo quả cầu trắng nữa là 2/5. Rồi tiếp theo là cuối lần thứ tư là quả cầu đen là 3/4. Vậy thì cái này nó xác suất nó 3/35. À, mình thấy là cái này là 15 phần, chỗ này là 15/35 nè. Cái này là 10/35 nè. 16/35 là 3/35. Và cuối cùng xác suất omega 5 là bằng 1/35. Tức là omega 5 có nghĩa là bốn quả cầu rút ra lần đầu là màu trắng hết. Vậy là xác suất bốn quả cầu rút ra màu trắng hết là mình sẽ có là 54 không? 54. Xin lỗi, 44 chứ 44. 44, tại vì có bốn quả cầu mà rút ra hết bốn quả cầu. Đó. Rút ra lần lượt thì nó là chỉnh hợp cho mình chữ B nè. À, chia cho 7 B4 không? B4. B4 là 1/35. Đó. Thì xác suất này bằng 1/35 nè. Đó. Thì như vậy thì mình thấy là mình mới lập luận thêm là nếu như mình gọi x là số ở đây x là số tiền mà A thu được và A rút trước. Đúng không?
A rút trước như vậy thì ví dụ như A rút rút được quả cầu đen, tức là omega 1 xảy ra đúng không? Tức là nếu omega 1 xảy ra thì lúc này là A thua. A thua cho nên là số tiền của A đó phải chung cho B là một quả cầu mà nhân cho 5. Vậy thì A thua thì mình biết là âm 5, tức là x bằng bằng 5, âm 5. Còn nếu mà omega 2 xảy ra, có nghĩa là đến lượt thằng B rút, và B nó rút được quả cầu đen đúng không? Đấy. Omega 2 xảy ra có nghĩa là đến lượt B rút và B rút được quả cầu đen. Đó, thì lúc này đó là B thua. Và B nó phải trả cho A là số tiền là 2 nhân 5 bằng 10 UD. Đó, tức là x bằng 10. Đó, thì tương tự như vậy thì nếu omega 3 xảy ra thì có nghĩa là đến lượt omega 3 xảy ra thì đến lượt A rút, mà A rút quả cầu đen nên A thua. Cho nên lúc này đó là A thua lại là 15.000. Đó, là số tiền A có được là âm 15. Đó, tức là x bằng âm 15. Đó, tương tự như vậy thì mình lập luận là nếu mà omega 4 xảy ra đó, đó thì x nó bằng 20. Tại vì omega 4 xảy ra có nghĩa là thằng B rút được quả cầu đen đúng không? Vậy thì thằng B thua. Mà B phải trả tiền cho A là 4 nhân 5 là 20 USD. Thì trong trường hợp này là A được 20 USD nè. Và cái cuối cùng là A lại thua. Cuối cùng là omega 5 thì A lại thua. À, tức là cái trường hợp mà quả cầu đen nó xảy ra lần thứ 5. À, và 4 và lần đầu là quả trắng hết. Thì cái trường hợp này đó là A thua và xác suất là như vậy thì trường hợp này là A thua, vậy thì A được cái số tiền là âm 25, tức là bị thua đó. Đó. Như vậy thì cái miền giá trị của x là nó gồm có 5 giá trị tương ứng với omega 1 đến omega 5 như thế này. Và cái bảng phân phối xác suất của x là như thế này. X nhận giá trị âm 25 nè, âm 15 là 5 rồi 10 rồi 20. Và cái phân phối xác suất của nó tương ứng như thế này. Chỗ này là 6 phần 35 không? Chỗ này là 15 phần 35. Âm 5 là 15 phần 35. 15 phần 35 tức là 3 phần 7 thôi, 3 phần 7. Còn 10 là gì? 10 là 10 phần 35 tức là 2 phần 7. Còn 20 thì 20. 20 tức là omega 4. Omega 4 bằng 3 phần 35. Không? 15 là 6 phần 35 nè. Là omega 3 ha. X bằng âm 15. Nó chính là omega 3. Xác suất của omega 3 là bằng 6 phần 35. Vậy thì mình được cái bảng phân phối xác suất của X như thế này. Rồi sau đó là mình tính cái kỳ vọng của X ha. Tính cái kỳ vọng của X thì tức là ở đây là mình sẽ lấy từng cái giá trị của X và nhân cho cái xác suất tương ứng. Xác suất tương ứng của nó là bằng 1 phần 35 nè. Rồi chỗ này là cộng cho âm 15 không, tức là trừ cho 15, nhân cho 6 phần 35. 6 phần 35 rồi tiếp tục mình trừ cho 5, rồi nhân cho 15 phần 35. 15 bằng 35. Rồi mình cộng cho 10. Cộng 10. Rồi nhân cho 10 phần 35. Rồi tiếp tục là cộng cho 20. Rồi nhân cho 3 phần 35. Thế này. Vậy thì ở đây mình được âm 6 phần 7. Âm 6 phần 7. Tức là chưa tới 1 USD. Vậy thì nếu mà chơi nhiều lần thì cứ trung bình mỗi lần chơi đó là bạn A bị lỗ đi 6 phần 7 UD. Đấy. Tức là nó thua 6 phần 7 UD, chưa tới 1 UD ha. Vậy thì nếu như mà A chơi 150 ván thì cái số tiền trung bình phải mắc đi của A là mình sẽ lấy 150 và nhân cho 6 phần 7 ha. Tức là 6 phần 7. Mình lấy 6 nhân 150 trước đi. Rồi chia lại cho 7. Đấy, thì 6 phần 7 nhân 150 là nó 128,57 UD. Thấy không? Đấy. Như vậy thì trung bình là A sẽ thua.
mất 6 phần phần 7 của D cho một ván chơi. Như vậy với cái cách chơi này thì thằng B lúc nào cũng là đấy. Như vậy thì mặc dù chơi như thế này, mình thấy là bạn A này là sốt sắng là bắt cua bắt trước rút trước, đúng không? Đấy, nếu mà A là rút sau thì A nó đóng vai trò của B là đúng không, thì số tiền nó sẽ là, thì các em lưu ý như thế.